nóng bỏng. Xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn, rất vui được gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn phố ẩm thực tại hiện Lương Ngọc Quyến vào buổi tối cuối tuần. Như quý cô chú anh chị và các bạn thấy, phố tại hiện Lương Ngọc Quyến thu hút rất đông các du khách cũng như người dân thủ đô Hà Nội. Bây giờ em Việt đang ở ngã tư Hàng Bạc và phố tại hiện, quý vị và các bạn. Bây giờ là 21:20 tối ngày thứ Bảy 27 tháng 5 năm 2023. Hình ảnh hết sức nhộn nhịp. Vâng, quý cô chú anh chị và các bạn xem được những hình ảnh hết sức nhộn nhịp tại phố tại hiện Lương Ngọc Quyến thì hãy tặng em một like. Quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Bao nhiêu rồi chị ơi? 90. So với các tuần trước thì như quý vị và các bạn thấy, tuần này phố tại hiện Lương Ngọc Quyến đông hơn, thu hút rất đông các du khách trong nước cũng như nước ngoài. Càng gần tới ngã tư như quý cô chú anh chị và các bạn thấy càng đông hơn. Và quý cô chú anh chị và các bạn thấy những ngày hết sức vui nhộn như ngày tháng ngày của này. Thì lần đầu đến kênh hãy đăng ký kênh, như anh hãy subscribe. Wow, sôi động. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã ba phố Hàng Buồm và Tạ Hiện. Người Việt cháu Việt sẽ mời quý cô chú anh chị cùng em Việt đi trên một đoạn trên tuyến phố Hàng Buồm. Các cửa hàng massage trang trí đẹp rất bắt mắt. Kinh doanh trên phố Hàng Buồm như quý vị và các bạn thấy vắng khách. của quý vị và các bạn là ngã tư phố Đào Duy Từ và phố Hàng Buồm. Em Việt sẽ mời quý vị và các bạn cùng em Việt theo Việt đi sang tuyến phố Đào Duy Từ. Đây có anh người Hà Nội gốc đây là hát karaoke. Đào Duy Từ rất nhộn nhịp quý vị và các bạn. Vâng, em Việt Châu Việt đang ở trên tuyến phố Đào Duy Từ. Trên tuyến phố Đào Duy Từ vào tối thứ Bảy tuần này, như quý vị và các bạn thấy rất nhộn nhịp. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán đắt khách. Rất tuyệt vời quý vị và các bạn. Như quý vị và các bạn thấy, các cửa hàng kinh doanh buôn bán thu hút rất đông các du khách. Và trước màn hình là ngã ba phố Đào Duy Từ, Lương Ngọc Quyến. Rất đông các du khách. Wow. Em gái ăn mặc nóng bỏng sexy quý vị và các bạn. nhá. Anh đi làm chúc đất kênh. Dạ, cảm ơn anh. Anh là kênh nhà anh tạo kênh à? Kênh Hà Nội Live. Hà Nội Live. Hà Nội Live à. Em cái sân Tạ Hiện được rồi. Dạ. Rồi, trong màn hình là ngã tư Tạ Hiện Lương Ngọc Quyến lại rất nhộn nhịp rồi quý vị và các bạn. Đã đủ mà ngồi lên đây rồi. Cảm ơn quý cô chú chị đã cùng em Việt cháu Việt đi một vòng tham quan tuyến phố Tạ Hiện Lương Ngọc Quyến vào buổi tối ngày 27 tháng 5 thứ Bảy 27 tháng 5 năm 2023. Quý cô chú chị và các bạn, chúc quý cô chú chị và các bạn luôn tràn đầy niềm vui và dồi dào năng lượng. Hẹn gặp lại quý cô chú chị và các bạn ở các clip mới của em Việt. Trước màn hình là ngã ba phố Lương Ngọc Quyến và phố Hàng Dây.